Hey, xin chào các bạn. Video này thì anh sẽ chấm và đánh giá bài cho lớp mình qua phần Flex. Thì anh mới nhận được lần này bài tập thôi. Còn một số bạn nữa thì vẫn chưa gửi lại. Thì cái này các bạn cố gắng hoàn thiện cho anh. Thì anh sẽ lướt qua từ trên mà xuống. Đầu tiên là bài của anh Tú này. Đây, thì đối với bài của anh Tú thì phần Flex này, về giao diện thì anh thấy là nó đang hơi 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 cứng nhắc một chút với cái phần xử lý ảnh ở đây này. Đây này, thì em nên xử lý phần border hoặc là phần cắt ảnh của nó. Đây, nó bị cái border này nhìn nó rất là cứng đó, và những cái phần này nữa thì cũng padding các chỗ này nữa này, thì chỗ này làm cho nó mềm mại hơn một chút. Về tổng thể giao diện thì anh thấy là tạm ổn rồi, tạm ổn đó. Tuy nhiên thì cố gắng trau chuốt hơn để cho nó nhìn cho nó bắt mắt hơn đó. Những cái phần này anh đang thấy có một cái khoảng không khá là lớn ở đây này, thì anh thấy nó hơi vô lý đó, thì cố gắng trau chuốt lại để mà có được cái giao diện nó ổn hơn đó. Thì đây là bài của anh Tú. Có bài của Hoàng là anh thấy Hoàng nộp khá là đều với Phú nữa đó. Đây, bài này của Phú thì nó hơi chậm nhỉ. Anh xem nào. Đây, phần này của Phú thì anh đang không biết là phần này Phú có làm từ đầu hay không. Đây, chỗ này phần phông nó đang chưa load được. Thì Phú có gửi cho anh cái giao diện này. Đó. Thì nhìn cũng khá là ổn. Đối với phần của Phú ấy, thì nhìn khá ổn. Tổng thể cả trang nhìn nó mềm mại, nó không bị cứng, không không bị cứng nhắc đó, thì nó khá là ổn. Thì có bài của Tú thì anh đánh giá là khá tốt đối với cái phần bài tập của Tú, à sorry, đối với phần bài tập của Phú đó. Thì tiếp theo này, Phú bài Flex này, Phú gửi cho anh khá là nhiều file. Đây, cái bài này thì từ lâu rồi, từ từ những ngày đầu cơ đó, thì Phú có gửi cho anh tổng hợp hết gửi cho anh. Thì cái này anh đã chấm rồi, nhưng anh chưa gửi lại cái link feedback của anh cho lớp mình. Đây, thì cái bài về Flex mà Phú làm này đó, thì chỗ này này, những cái phần này này, thực ra là nhìn nó về animation thì được, nó khá là mềm mại rồi, nhưng mà cái chỗ bóc shadow này nhìn nó hơi cứng và nhìn nó hơi bị lệch tông so với cả trang đây này đó, thì nên chú ý một chút đó. Còn phần dưới này, cái phần phông chữ này nó đang không chuẩn theo phông chữ của cái trang gốc, nên là nhìn nó hơi xấu một chút. Tuy nhiên thì tổng thể cả trang này là ổn, anh đánh giá là ổn đó. Đây, phần padding text các thứ này, các bạn nhìn thấy nó cũng sẽ để cách cái khoảng đầu này. Đấy là những cái tiểu tiết nhỏ thôi đó. Thì đối với bài của Phú thì anh đánh giá khá là cao. Thì chỉ những bạn đầu tư thời gian thì mới làm nó chỉnh chu được. Thì học cái này thì chắc chắn là các bạn phải đầu tư thời gian thì nó mới có được cái kết quả tốt nhất. Đây, anh sẽ mở nó lên. Đây, một cái layout nữa của Phú này. Đó, thì các bạn thấy chưa? Phần truyền ảnh này nó cũng khá là mềm mại, nó khá là mượt. Đó. Đó, các bạn nhìn thấy này. Nó cũng khá ổn. Đây đó, thì cả cái giao diện này thì rất là ok. Tuy nhiên nó lại có một cái phần này đó, phần scroll ở dưới bottom này, thì khi mà các bạn làm giao diện thì đừng bao giờ để xuất hiện cái thanh quận ở dưới dưới này, phía dưới này đó. Thì cái phần này của Phú nên chỉnh lại cho anh. Còn đâu tổng thể giao diện cả cái phần này thì anh thấy rất là ok, từ hình ảnh text cho đến những cái phần liên quan đến tiểu tiết thì anh đang thấy ok, trừ phần này đó, thì Phú cố gắng sửa lại cho anh nhé. Tiếp theo anh mở bài của Hoàng lên này. Đây, phần của Hoàng này, phần của Hoàng phần phông này nhìn nó còn ổn hơn cả Phú cơ đó, nhìn nó khá là hay. Nhìn phần phông này nó để đậm lên, nó tạo ra cái sự nổi bật ở cái phần header này, phần menu này.
Tuy nhiên ở dưới này thì cái phần animation của Hoàng thì nó lại hơi hơi cứng đây, nó hơi bị cứng. Phần này thì lại đang không có animation cho ảnh đó, phần này rất giật giật đấy. Tuy nhiên này không bị phần cuộn như của Phú đó. Về cơ bản thì anh thấy là giao diện như Hoàng làm thì là ok. Tuy nhiên thì những cái chỗ này là những cái phần nó liên quan đến người dùng, ví dụ như nó sẽ tạo ra cái cảm giác dễ chịu hơn, nếu mà chuyển ảnh thì nó sẽ nó mượt hơn thì sẽ tạo ra cái cảm giác dễ chịu hơn rất là nhiều đó. Rồi tiếp theo này, tiếp theo anh mở một cái bài khác về Flash của Hoàng. Flash Hoàng đang làm hết cho những phần kia, cái này thì anh không đánh giá gì. Cái bài Flash dạng simple thì Hoàng có làm đó, cái này là cái bài gốc từ làm từ phần HTML. Đây là chỗ này Hoàng không biết là có test không, thì trên máy của anh đang bị vỡ như thế này đó, thì cái này thì chỉnh lại là được thôi đó. Anh xem cái bài Flash số 3 này, đây file HTML đó, thì bài này vẫn có một cái cảm giác nó hơi cứng đối với cái giao diện này đó. Phần này thì nhìn nó hơi hơi bị thô một chút đó, nhưng mà cái khung, về tổng thể khung của trang này thì là ok đó. Và anh đánh giá là Hoàng đầu tư khá nhiều thời gian cho việc làm bài tập đó. Thì bởi vì sao, anh chấm này thì anh sẽ lướt qua giao diện và anh đánh giá thôi, còn anh có nhìn code của các bạn viết nữa, và cái cách các bạn trình bày code nữa, nó thể hiện là các bạn có đầu tư thời gian hay không đó. Thì các bạn biết là học code nếu mà không chủ động làm, không dành thời gian cho nó thì rất khó để có thể tiến bộ được, bởi vì cái nghề code này nó cũng là một cái đặc thù. Và dù các bạn xem ai làm đi chăng nữa, mà các bạn hiểu đến mức độ thuộc lòng của từng cái đoạn mà người ta demo mà các bạn không tự tay làm, thì chắc chắn là khi mà bắt tay vào một cái project thực tế, các bạn sẽ gặp khó khăn và sẽ bị bối rối, đấy là điều chắc chắn. Đây, phần này của Quân thì về giao diện thì ok, như cũng như những giao diện khác thì anh thấy là nó hơi hơi cứng một chút đó. Hình ảnh các thứ thì hài hòa rồi đó, text các thứ thì phông này chắc chắn là không phải phông gốc của nó. Tuy nhiên về tổng thể trang dựng được lên như thế này thì là ok đối với bài của Quân đó. Đây này, có bài này thì anh không biết là bài của bạn nào này, vì không để tên, không để tên đây này đó, cũng dựng lên rồi và chưa hoàn thiện, đó. Phần này nó cũng về căn chỉnh căn lề vị trí các thứ, menu logo các thứ cũng đang chưa chuẩn so với giao diện gốc đó. Rồi thì đây là toàn bộ những bài tập mà anh nhận được các bạn sau cái buổi học về Flex đó. Thì những bạn khác thì sao, những bạn khác chưa gửi bài cho anh, và không phải là bài này đâu mà những bài trước rất nhiều bạn cũng chưa gửi, thì các bạn phải chủ động, bạn quản lý lớp sẽ nhắc các bạn và sẽ gửi cái feedback của anh về những bài tập trước cho các bạn, để các bạn biết được là các bạn đang mạnh yếu ở điểm nào, để các bạn có thể khắc phục và có thể cải tiến nó đó. Thì đây là toàn bộ những bài tập liên quan đến phần Flex sau buổi học trước, thì anh có một vài cái feedback như vậy. Các bạn hãy xem lại cái giao diện này của các bạn để các bạn hoàn thiện nó, chỉnh sửa lại nó cho nó hợp lý hơn. Ok, thì đối với phần này thì anh chỉ có những feedback như vậy thôi. Ở những giao diện sau thì chắc chắn là anh sẽ đòi hỏi nó khắt khe hơn để các bạn có được cái project đầu ra nó ổn nhất. Ok, xin chào các bạn.